cho các bạn. Câu lạc bộ cây cảnh huyện Hòa đã tới nhà hội viên. Đấy, nhà hội viên nghệ nhân. Thế nào nghệ nhân đời này trang hoàng đẹp lắm nhỉ? À, vâng, bình thường. Vâng, không có thay đổi. Vì câu lạc bộ. À, tất cả là vì câu lạc bộ. Cái vâng. Mì đánh mạnh đấy. Thế này ngoài còn phải bơi đấy nhá. À, lại còn ngoài phải bơi nữa. Như vậy là câu lạc bộ cây cảnh ở huyện Đồng Hòa, nhà hội viên. Rất gần với quốc lộ. Vườn cây của Bác Mùi ở tại Hương Lâm, huyện Đồng Hòa. Các hội viên vừa mới hạ cánh đã quan sát một số tác phẩm đẹp của bác. Cây này ông ấy mới lấy ra sao nhỉ? Chắc thế sao? Chắc là cây này phải mấy chục ông nhỉ? Si trắng. Hả? Cây này có thêm chục rồi nhỉ? Trở lên. Sau. Ừ. Cây hơi đá các để cưa ra thì nhìn cái bộ vẻ đằng sau này. Si trắng nhỉ? Hả? Si trắng. Lá ông ấy ép nào mà tốt thế nhỉ? Cái cành này mới bỏ này. Cành này là quay đầu trong mà thì tán nó bị lấp. Cái cành để vô duyên quá, nó ngược cái cành, nó ngược. Cành này cũng vô duyên này. Cái thì nó còn tạm được, như cái cành dưới thì cành này thì vô duyên quá. Đúng rồi. Phải nói cái công phu họ cắt giật như thế này, bây giờ mới lên tay cành, mới làm lại toàn bộ. Cây này lâu rồi nhưng mà cắt giật hết. Hoàn thiện hết rồi. Hoàn thiện. Bây giờ là làm bông tán là đầy đủ rồi đấy. Nó làm theo cái lối như là làm cây xanh. Ừ, nhiều đầu quần nông à. Quần thụ chuẩn hơn thụ. Thì quần nông thì nó nông quần thụ. Anh nào chơi là mua chơi là chơi đẹp bài mái rất là hợp lý nha, con ngọn cao đấy, ngọn cao đấy, ở giữa trung tâm luôn, bài mái đây đủ bên tay. Quần nông có cái là riêng cái cây si này kể thì cái cành này để nó to là nó hiện nay nè, nó chưa cân đối, nó đang bé thì nó mới làm lại toàn bộ đi. Không làm vội, làm ép. Khả năng cây này cho kích ăn. Làm ép. Kích ăn nhá. Làm ép. Cây thì rất già, cắt thì lâu rồi nhưng cành này mới. Không, cắt chưa lâu. Đây cái cành này bây giờ mới cắt thì còn mới được à. Đó. Khoảng này lấy lên. Thế nhưng mà có cái là người ta làm hơi gấp gáp hả? Có đúng ép không anh? Đấy, làm hơi ép lấy tán. Cành to một tí nữa đẹp. Ép, hơi ép. Bác ơi, bác mới mua ở đâu về đây? Tác phẩm nghệ nhân cho biết cái phỏng vấn. Để anh em lao vào cuộc. Đã bảo đi ra, phải là giáo ninh đã lên đường, phải giáo ninh buộc. Ái chả, đúng không? Thế cây này... cây này là... Gọi là quần nông hay quần thụ hay là gì? Xì là bao nó là gì nhỉ? Là cái gì nhỉ? À, quên à? Thế đi xuống đi. Quên mất tên. Quần thụ cũng được không? Quần thụ cũng được. Vâng. Có mặt nhà mùi rồi. Thế nhưng mà lấy có nhiều tiền không? Khá đấy. Chắc là có tiền chục nhỉ? Ừ. Bao nhiêu? Hả? Bao nhiêu? Vẫn đang là được mấy chục mới ra được. Ừ. Bây giờ là phải dưới 20 là sẽ cho ra. 17 tiền thì cho ra. 70. 70 triệu. 70 tiền. Đừng chịu ông cái ông ấy. Để ông nói nhưng ông chưa nói. Cây này đúng là cũng là đắt. Nhưng mà nếu mà 70 thì cũng vẫn cao nhiều. Đây cái hạt này. Cái này là bỏ hết đi rồi. Ừ, cái cành vô duyên vừa nói rồi, nó gần như là ép buộc. Cây tự nhiên không bao giờ lao cành thằng này đấy. Thằng này nó cũng tặng thêm cái gì đấy. Cái thằng này gì? Sang đây nó có đây đẹp rồi, được vẽ cho nó thoáng như là đẹp hơn. Ừ, nó nhân. Đúng không? Cũng bận xuống. Đấy, nhân cái này. Bận xuống nó vô lý. Ừ, thôi đại ca. Đấy. Đưa thế nó còn gọi là ai tí nhỉ? Bán con thằng này nó bỏ lên trên nó thở. Một cây si có lẽ là dáng đẹp, đúng là mấy chục của người ta, mình trêu hùng thôi nhưng mà cũng mấy chục.
đây này không để rẻ đâu, người cũng xứng đáng mấy chục. Đúng rồi, 70 triệu ra, chắc là bố mua mấy chục đấy. Đây này, xong có bắt thì bắt cây này, cây này bao tiền? Câu là bồ cái cây kia hòa chỉ bắt được loài nhỏ nhỏ thôi. Cây này mấy tiền thì cho ra bác ạ? Bác Mùi, cái này mấy tiền thì cho ra? Cái này nếu bán như nguyên danh thì 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Nếu mà rút xuống là bỏ cái năm đi là xong rồi. Con này nếu mà đưa lên để trưng bày thì bao nhiêu cho ra? Nếu nghỉ mà có 1,5 triệu. À. Nếu nghỉ có 1,5 triệu. 1,5 triệu tác phẩm à? Thì cho ra. Gọi là siêu. Giá siêu. Đây cái này nó chỉ là bám đá chứ còn giá cái gì? Không, chả phải thác đổ, nó hoành, thân nó hoành ra này, hoành này, đấy ngọn này trực lên, cái này mua 20 thác đổ rồi bay đây, nó là xanh bám đá, chưa làm cái gì, bám đá đây mai này, đúng rồi, còn nếu ai muốn cho thác đổ thì lại phải cho xuống, thác đổ, đâu có thác đổ đâu, bạt phong cũng chưa phải, không, chưa phải gì, siêu hoành. Như là nói cái sạch cũng là đấy, những cái tác phẩm nhỏ nhỏ này rất dễ mua. Cây kia chỉ là siêu hoành, còn kia toàn ăn tiền. Sao cái cây kia mà bác bảo siêu hoành, nó là trực hoành gì? Sao siêu hoành? Trực hoành. Ừ. Nó hơi siêu. Đây, xoài đây. Xoài trước bao quả rồi. Cây này ạ. Xoài đây này. Xoài này, xoài này. À, cây trên. Vâng. Đây, túc gì? Lấy con này làm từ bé. Đấy, túc này mấy triệu bác ơi? Túc mấy triệu đây? Túc có 1,5 triệu ở cây này được đấy. Cây này ăn được. Cái này ăn được không ơi? Con này bằng tiền nhau lấy con nào? Ừ. Chắc phải lấy con túc. Ừ, con này cũng 1,5 triệu thì chắc phải lấy con túc. Con này thế còn anh này thì con này chắc là du hả? Đâu, si trắng. Ô. Si trắng à? Thân xoài. Ông cũng chơi toàn bộ gốc đẹp đấy. Thế siêu đấy, như vậy là những thước video như thế này rất phù hợp với anh em chơi cây mới. Nếu đến mua thì chúng ta có số điện thoại, tôi sẽ soi một số điện thoại có phải không. À đây rồi, đồng thanh gì đấy anh nhỉ? Mùi mất chữ y, mù. Như con số điện thoại à. Thanh mùi mất chữ y để lâu quá. À Phong quay đi cho vui. Ừ, làm tí cho vui. Ừ. Chắc là giá 1 triệu. Cái này đẹp. Cái này mà hãm bông tâm vào anh đã thật. Đây là gốc bồ bọn chị em đầy trồng như anh bán bờ dục cứ phải già hơn thì cũng chơi thế thì già không bao trông hai trăm rưỡi. 250 bỏ rẻ hơn bao nhiêu? Rẻ hơn chục bạc. Ông mới làm đi. Rồi. Đi đây dao ra tránh đi rồi. Rồi, dao gì? Tôi bảo uống nước ra để chúng ngắm từng chi tiết rồi nhớ rồi. Chi tiết cây xanh này. Cây hoa hồng này, cây hoa hồng cổ rất hiếm. Ờ, đúng rồi. Đây là cây hồng. Cây này là cây xanh luôn. Cây hồng ấy là ghép gốc rồi đây này ông ơi. À, hồng cổ rồi. Bên này cây nhà mình như vậy. Đây. Cái này có phải hồng cổ? Bác ơi, có phải hồng cổ hay là ghép cái này? À, nếu hồng cổ. Hồng cổ thì tuyệt vời. Một tác phẩm hồng cổ. Một cây xoài. Tác phẩm hồng cổ. Dạ, có ông nào gạ mua rẻ của ông ấy rồi. Đấy, hội viên thì hòa đi đến đâu chỉ có máu mua rẻ. Rất vui. Rẻ mới quất. Đấy. Đây, những tác phẩm như thế này thì chắc là rất là dễ chịu thôi. Giá sẽ không cao được. Về nuôi đến một thời gian.
Đấy, các phóng viên bắt đầu tác nghiệp. Rất nhiều phóng viên đang tác nghiệp. Ninh Sam. Ninh Sam trên đá, nặng nề đá quá. Cây này bao nhiêu á? À, cây kia ở bàn đi. Cây này bao nhiêu? 50 triệu á? Mất mà. 50 triệu mất à? Mất mà. À, 50 triệu mất. Có nghĩa là 50 triệu là sẽ mất cây này. Quay nhỉ, cây này mà cũng được cây già. Hai là đá thì nặng nề quá, bỏ đá đi. Đấy, vui dành cho câu lạc bộ cây cảnh ở huyện Hiệp Hòa. Cũng có chỉ có cây hàng chục thôi, không hàng trăm, tuy nhiên là cũng rất là vui vì các bác đã có những cái hướng phát triển. Đây, cây này nó đang cây cối. Đây cả hai cây được bán được. Từ đây nhưng phải có hai cành này mà dựng từ đây đây. Đúng không đúng bây giờ dí nó xuống đây. Từ nó về dưới gốc này từ ngay ngang thân từ. Từ treo đây. Không thì bỏ từ ngoài. Sao bỏ? Không xích mà bỏ. Bỏ từ này. Bỏ cái mâm này đi thôi đi, hả? Bỏ cái mâm này thôi này, hả? Xong nó lên đây nó chả ra gì. Cứ để nó để cái này thì nó lại sao kéo nó mất cái phần này. Những người thích chơi đến với nhau với một lý do rất đơn giản, tuyệt vời. Tuy nhiên là không thể thiếu được vấn đề cố bàn. Nào, xin mời anh em lên chén ơi. Rồi, sẽ vào trong bóng kính một chút để thấy được câu lạc bộ cái cảnh huyện Hiệp Hòa hoạt động như thế nào trong một nhà hội viên. Em cắt cho ý chủ. Ông cứ bảo là em có một cái này thì đây là đây mà em cắt cho ý chủ. Em cắt cho ý chủ. Để hai ông bảo quá. Vừa quay không được thuận lợi lắm. Dù sao thì cũng nắm qua phong cảnh của nhà hội viên nhà bác Mùi ở Hương Lâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.